À, các bác cùng xem cái chế độ mà không phải trên con đẩy nào cũng có. Và cái thứ hai, cái ưu điểm vượt trội con đẩy này đó là em rất là kết, đó mặt mũi nó đẹp, ngon, bổ, hợp lý. So với tất cả hãng thì con đẩy này giá hợp lý nhất có nhá. Và độ bền rất là cao, tiếng cũng rất là hay, dùng mạch sò Mỹ, sò LGB kép. Và được bảo hành lên đến 2 năm cho anh em chơi. Với công suất cho ra là 1000W, đánh được tốt một cặp 30 một kênh, cặp 30 đơn nhá, hoặc một quả 40 đơn một kênh, hoặc một quả sút 40 một kênh đó nhá, hoặc một cặp 25 một kênh đó nhá. Và không, tất nhiên là không, nó không thể thiếu những cái độ linh kiện chất thì bác xem đây. Và cũng như là cái tính năng rất là hay đó là chống rú rít và chống chập dây ngoa. Em tiến đây cho anh với nào, không nghe này, con đẩy an toàn lắm đây này. Đấy, các bác cứ bình tĩnh, các bác không phải lo nó cháy chứ gì đâu, không phải, bình tĩnh đây, em kiểu chập đúng không ạ. Đây, mở dây rất là dài, em tiến dơ lên này, dây 2 mét nhá. Em đấu với dây này 2 mét này, 2 mét này. Bình thường đấu để nhạy ngay là chỉ 1 mét thôi. Bật lại lên này mày, hoạt động bình thường ngay, nó chạy vòng cái nó kêu êm ngay ngay được chưa. Ngắt nghe cái kêu êm ngay. Em đang cấp tín hiệu này, em bờ tăng lại tín hiệu và thử lại tính năng nữa. Tiến đâu, chập vào cho anh. Đấy, nhạy ngay. Một con đẩy cực kỳ an toàn. Em đang nói về cái thêm một số tính năng mà không phải con đẩy nào cũng có nhé. Một số dòng đẩy là cái chế độ ấy của nó ấy, chế độ tự ngắt này của nó không báo, nó chỉ báo nháy lên cho bác biết thôi, chứ nó không ngắt hẳn này. Còn con này rất là an toàn, nó ngắt hẳn luôn, để cho các bác là dễ dàng xử lý cái tín hiệu bên trên. Và khi nó ngắt thì bác cứ bình tĩnh, không phải nó hỏng đẩy thôi nhé. Đây, cứ bình tĩnh. Đấy, tắt đi bật này để mình phát hiện thôi mà. Đấy, một tính năng rất là hay các bạn, chạy êm ngay, dừng lại. Đấy, và màn hình hiển thị nét rất là đẹp nhé. Vâng, em hello, xin mến chào toàn bác nhá. Hôm nay thì rất là vui các bạn. Hôm nay thì kênh em thì đã nhận được nút bạc, thì các bác cùng chung vui kênh em nhá các bác nhá. Thì trong cái niềm vui đó thì cũng về được thêm một lô đẩy, một model thôi bác nhá, một model đẩy mà có thể nói huyền thoại, bán trong các bác 3-4 năm nay rồi. Và đây phiên bản mới nhất 2023 phụ bác, và số lượng về khủng đây bác thấy này. DB Gautic mã hiệu 4.10 Plus các bác nhá, H4.10 Plus các bác nhá. Đây, H4.10 Plus. Các bác cùng đếm này, nhà em có 100 con về nhá. Đây một mã thôi em nhập về rồi. Như vậy thì bên em cả bán buôn, cả bán sỉ, cả bán lẻ. Và cũng phải tự hào, nếu nói về đẩy công suất thì chắc chắn 100% là kênh em là kênh đơn vị hàng đầu thị trường Việt Nam. Bán, phân phối và hỗ trợ khách hàng với tất cả các model đẩy, từ chuyên cho sự kiện, phòng hát, gia đình, những bác nào công suất nhỏ, công suất lớn, công suất vừa và công suất mạnh nhất thị trường em đều có để phục vụ anh em. Còn tất nhiên là cũng ưu ái là trong các hãng nhập thì có bên DB thì em nhập nó nhiều hơn so với dự. Nhưng mà vụ như là bình thường các mã khác, hãng khác em chỉ nhập tầm 20-30 con một mã ấy, thì đối với DB có một số mã thì nhập đến hàng trăm con. Vì bản thân những con dòng đẩy này ấy, thì nó rất là bền. Những bác nào mà thích những dòng đẩy bền, khỏe, đẹp và giá thành hợp lý thì đây là con đẩy đáp ứng cho bác nhu cầu đó. Và đây là tất cả những sản phẩm đẩy nhập khẩu chính hãng, COCQ, thuế đàng hoàng cho các bác nhé. Nói sản phẩm của DB Gautic thì nói sản phẩm đẩy thì em cũng đã hiện diện với các dòng đẩy của DB. Nhưng đây là model đẩy mà em bản thân em rất tâm huyết bán phụ anh em trong vòng 4-5 năm nay. Vì cái độ bền nó rất là cao, các bác chơi dùng nó bền, các bạn so với các model khác thì con đẩy bền và cái giá thành ý. Cùng là công suất 1000W các bác nhá. Đây là model 1000W bác nhá, tiếp tục về hàng với cùng là công suất 1000W. Thì con này thì trong phân khúc của các hãng thì giá nó rất là êm cho bác chơi. Thì hiện tại bên mình đang chào bán mức giá là trên 9 triệu đồng một con này. Anh em liên hệ mức giá tốt nhá. Bình thường các bác mua của hãng DB những cái con đẩy tầm 800W thì anh em đã phải mức bỏ ra cái túi tiền nó cũng hơn 9 triệu rồi. Thì đây Hiếu Minh chào quảng bá đến anh em một con đẩy của Vân Cúc cũng gọi là gần 10 triệu con đẩy, công suất 1000W một kênh, mức giá rất hợp lý bác chơi con đẩy DB 4.10 Plus bác nhá. Thì cũng báo giá luôn là giá em thì chào bán đến toàn thể các anh em, vì mùa này mùa hè cũng như là cái giá thời điểm này về tiền tệ mới là vận chuyển xuống thấp một tí. Đấy, thì em bình thường những cái mẫu đen này thì em đang bán 10.500.000. Thì nay em ưu ái khuyến mãi cho anh em với mức giá là 9.800.000 đồng trên một chiếc các bác nhá. 9.800.000 đồng các bác ạ. Đấy, trên chiếc với công suất 1000W. Thì đây có đẩy thế đời mới thì nó sẽ có một số đặc điểm model nó hơi khác tí đó nha. Thì bác gì thì từ những năm 20 đầu năm 2003 thì những sản phẩm của DB thì họ đã có chữ D đây, DB này, H4.10 Plus.
Con này thì có, thứ nhất nó rất là sang, có màn hình này, gồm mà hiển thị ngày giờ này, ngày 14/7/2023 này, hiển thị giờ này, hiển thị điện áp này, đấy không chưa ạ? Nhiệt độ đấy. Và con này chạy cũng rất là êm, em bật đấy nhá, em sẽ quay một cái review chi tiết, nhưng hôm nay thì cũng chia sẻ bác đấy, thế là khoe hàng về. Đấy, thứ hai là báo giá cho các bác. Thì thứ ba nữa là quảng bá đến toàn anh em. Nếu có để chất lượng cao và số lượng về khủng thì hiện tại đang hàng là ngoài Bắc thôi nhá, hàng em về được Bắc đầu tiên. Đấy, thông báo anh em trên kênh. À, trước khi em review nội thất thì em cũng có cả bài test cho anh em cùng nghe về chất lượng con đẩy này. Và đối với sản phẩm này thì được bên Hiếu Minh hỗ trợ bảo hành rất là dài không nhá. Đấy, hỗ trợ bảo hành anh em đến khoảng 2 năm thôi nhá. Hỗ trợ anh em 2 năm. Đấy. Còn xuất xứ ấy thì đối với dòng đẩy này thì xuất xứ tại China hay gọi Trung Quốc anh nhá. Đấy. Hàng nhập khẩu về nó ghi rất rõ này. Đấy. Nhập khẩu của công ty SAL thôi nhá. Sen. Đấy. Địa chỉ tại 133 đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đấy. Công ty phát triển Việt Nam Sen. Đấy. Thì đối mô đen này thì bác cùng nhìn thông số cho em trước khi em review nội thất này. Thì nó quyển thông số không nhỉ? Lật tranh quyển thông số này. Có nhìn thông số đan binh của nó mình xem. Đối dòng này là sử dụng mạch class H không nhá, mạch class H. Đây. Nó công suất cho ta 1000W. Đấy, ở độ trở 8 ohm. Đấy. Nhà bình quân là 4000W tổng số kênh của con này. Ở 4 ohm của nó là 1500W bao nhiêu? Đấy. Dibiotic H 4.10 plus có nhá. Ok. Và bác cùng nhìn phần bên ruột ạ. Thì một con đẩy chất thì không có gì mình không khoe bên ruột cả. Và nói đến đẩy bên Hiếu Minh Auto thì tất cả mẫu đẩy gần như 100%, gần như 100% em đều quay bên ruột, dù nó ở bất kỳ thể loại mạch nào. Vì dù nó ở thiết kế mạch gọn gàng, những mạch như class D hay class TD thì em cũng mới quay bên ruột, vì là khi những cái mạch đó thì nó sẽ có một số đặc điểm chất của nó, đúng không ạ? Thì đối con này thì chất nó chất ở cái gì? Thứ nhất, 100% sòng sò của Mỹ thôi nhá. Sò LGVK sòng Mỹ. Đấy. Và cái hai có cái gì đấy? Các linh kiện chất lượng của bác nhìn này. Vì nó bị vàng nhé, linh kiện chất lượng bao nhiêu ạ? Toàn nó tụ 5 vạch màu có nhá, 5 vạch màu, tụ lớn tụ nhỏ. Rất là chi tiết luôn, chân bằng đồng, nhìn rất sắc sảo. Nói chung các bác dùng dòng này nhá, em bác biết rồi. Bây giờ chỉ có mình review thôi, review cái bản mới cho anh em chơi thôi. Và cái bản mới thì nó thiết kế thêm cái vòng đây này. Trước đấy thì nhà hãng em là cái model trước em không được cái vòng đây, cái vòng này. Tất cả dây dẫn của nó nhá, là tất cả quấn hết, nhìn nó rất là sang. Và con này là một con đẩy cực kỳ an toàn. Có nhá, cực kỳ an toàn. Là sao ạ? Thứ nhất là nó tích hợp rất nhiều tính năng ở đây, gồm các chế độ đời mới chống như là chống rú rít, chống chập dây loa. Cái đó, chống chập dây loa chính là cái tính năng chống chập rú rít đấy các nhá. Và cái thứ hai nó có màn hình nhìn rất là sang. Và thứ ba là màu đen các bạn. Thật sự là em rất là tâm huyết với con đẩy này. Thực sự luôn, rất tâm huyết luôn với con đẩy này. Cái bản đời mới rất tâm huyết về con đẩy này, nó độ bền này, ngon này, bổ. Đấy, nó có phải rẻ quá nhưng mà nó giá hợp lý. Nghĩa là so với hãng DB thì đây con đẩy giá hợp lý nhất của hãng luôn. Và cái độ bền nó rất là cao. Vì những dòng này chạy bằng dòng này thì linh kiện nó rất là chất lượng này. Và nó đánh nó lì đòn. Độ bền nó cao hơn so với dòng đẩy mạch khác các bác nhá. Đấy. Phiên bản 2023 của anh em này. Để bác nhìn đây, phần tụ hóa nó này. Nó mờ đấy nhỉ. Nó không đủ sáng, nó ngược sáng ạ. Đấy, bạn đi chưa? Đây, tháng 5 2023 nghĩa là vận chuyển về đến đây là tháng 7 đúng nhá. Em quay đây là tháng 7 nhá. Vì đây lúc người ta sản xuất người ta vào chưa phải nắp cái về đây luôn đâu, phải nắp hôm qua và hôm nay đã về đến đây, không có chuyện đấy đâu nhá. Và thế con đẩy này chất lượng từ những ngày đầu em bán rồi. Và hôm nay tiếp tục review các bác, và hôm trước rất nhiều bác hỏi vì cái con này nó tầm tiền hơn để cho bác chơi mà nó đẹp, nó sang các bạn. TV tích máy hiệu H 4.10 plus. Đấy. À, bây giờ em sẽ tiến hành test chất âm của con đẩy này. Để test chất âm con đẩy này thì thứ nhất ở đây em sẽ đánh luôn quả loa hỏa tiễn. Dòng loa hôm qua em về hàng. Quả hỏa tiễn này nhớ đánh một quả thôi các bác ơi. Các bác nghe chất lượng cái loa này nó rất là hay rồi, mà đánh trên con đẩy nữa thì tiếng nó càng phê. Đây này. Công suất ở RMS của nó này là đã 800W nha bác nhá. 800W RMS thôi. Đấy, một quả thôi. Quả hỏa tiễn DK RX 15GT.
độ nhạy từ 103 đến 138 dB. Đinh Công, tôi sẽ tiến hành test chất âm luôn trên một quả loa, thôi đánh một kênh thì các bác cùng nhìn, một trải nghiệm. Tôi có đẩy này, tiếng đâu? Bật nhạc lên, bật nguồn lên. Thì khi bác bật nguồn lên, cơ chế hoạt động của nó này, đấy bác thấy không? Nó chạy giờ quay quạt mạnh cái xong nó ngắt le cái nó êm ngay, tiếng rất là êm các bác nhá. Đấy. Cho anh bật nhạc lên nào. Em lần trước mọi lần về hàng cũng chẳng có bài test, hôm nay test luôn. Đăng tiệm bật chưa? Bác nghe này. Uy lực cộng một quả nhá, test một quả. Này. Một quả đánh sân vườn rộng khoảng 200 mét. Chân nghe quen từng biển sỏi đường đi đôi. Chiều nghiêng nghiêng nắng đỏ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Vừa tâm tư lạ mắt nên khi đôi mặt chuyện buồn dương gian. Bác thấy đánh chay hay không ạ? Đưa ta đi về nguyên thủy mãi người. Mùa yêu như một ngõ cùng về ngôn ngữ tình làm băng dấu đôi tay. Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về. Thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi. Ta đưa ta đến đỉnh tuyệt vời. Anh không cần xốp như đánh một quả loa. Đánh ba tiếng tổng về. Nét tơi sáng lợi. Giấc xanh. Tao mày tiếng rất xanh thôi nhá. Người đi chưa đợi sáng. Đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui vui xuống. Thương quê hương và bé nhỏ tình. Còn trong đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ chơi đắn bơ. Rồi, đấy các bác em test đoạn nhạc thôi để các bác nghe cảm nhận thực sự luôn này. Một con đẩy đáp ứng tiêu chí gồm tiếng nó hay, sạch sẽ, trong thì nó đẩy này thể hiện được vấn đề đó để phụ bác anh em chơi. Và với công suất như hiện tại đây 1000W một kênh, các bác có thể dễ dàng đánh được một cặp 30 đơn một kênh, hoặc một quả 40 đơn này đâu nhá, một quả 40 đơn một kênh, hoặc một quả súp đơn 40 một kênh, hoặc là nếu có súp đơn 50 thì nó sẽ là đánh khoảng súp ở công suất bình thường, tại súp đơn 50 có những con công suất rất là lớn các bạn đấy, hoặc là một cặp 30 một kênh, hoặc là một cặp 25 một kênh, cực kỳ đa năng. Nghĩa là con đẩy này sẽ phù hợp cho anh em sự kiện được, sự kiện mà đánh array tầm 30 thôi, gia đình cũng được. Đấy. Đấy. Nó rất là đa năng và giá thành hợp lý, bác chơi được bảo hành dài. Đấy, anh em có nhu cầu cũng có đẩy chất lượng cao thì liên hệ đơn vị Euro, và liên hệ đối sản phẩm DB thì làm sản phẩm cũng được đánh giá rất là cao thị trường, mà bản thân không gì riêng đơn vị em mà rất nhiều đơn vị là review quảng bá. Điều quan trọng là hàng về và cái mức giá tốt cho bác anh em chơi. Đấy, những gì mà mình muốn giới thiệu, những quảng bá đến tất cả anh em. Và tiện đây thì em cũng test tiếp một cái tính năng nữa, đó là tính năng chống chập dây loa các bác nhá. Một cái tính năng gọi hay còn gọi là tính năng chống rú rít bộ dàn đấy, nó bảo vệ cho an toàn cho chính bản thân con nó đẩy này. Nghe con đẩy này nó có hai hệ thống trước khi bảo là đảm nhiệm bảo vệ, gồm là một cái vỉ mạch đằng sau chống chập, hai là vấn đề hệ thống chì, ba là trước đó một con le nghe nó trước khi để sộc vào cháy con đẩy. Nó bị đẩy nó bị lỗi lặng ấy, thì là rất là khó đối với con đẩy này vì nó qua mấy hệ thống bảo vệ liền. Thực sự nó con đẩy này em bán đến ngày hôm nay là con đồ đẩy có thể cực kỳ bền. Nhưng có trường hợp gặp là bán 3-4 năm nay có trường hợp gặp lỗi, nhưng ít nó, và đa số nên chỉ có mà mấy con tụ nó bị các bác nó chơi lâu quá, chơi đánh có hôm vừa có bác mua hơn 2 năm nó bị phồng tụ thôi. Đấy, em gặp 1-2 bác đấy thế thôi. Còn đâu là độ bền cực kỳ cao các bác nhá, bền rất là cao. So với các hãng khác em đánh giá con này rất là cao, và so với hãng bản thân hãng DB này là cái mẫu này nó rất là bền, nó rất là bền. Đó là những gì mà em cố gắng phục vụ anh em. Và bây giờ thì
tiến độ cho anh tế độ chống chập đây. Anh cấp tín hiệu lên nhá. Em đang cấp sẵn rồi đúng không? Ờ, đâu em dơ hẳn ra đây cho anh này. Chập cho bác nhìn này. Đấy, coi chưa? Cái dây em dơ rất là dài, em rớt lên. Nhấc hẳn cái dây lên, rất là dài nhá. Đấy. Bình thường chỉ chạm vào cái nào nhảy ngay là với điều kiện cái dây mình chỉ gắn bằng gang tay thôi. Cái dây của em đang dài khoảng 2m nên nó báo về mất một tí, bây giờ tắt bật đi này. Không phải lo nó hỏng bao nhiêu, không phải lo nó hỏng đúng nhá. Cứ bình tĩnh. Đấy. Cái tính năng này rất là hay, vụ chỉ ạ, nó chập trước cái báo các bác biết, bác xem lại tín hiệu bên trên. Đây, từ từ nhá. Em lấy hẳn dây sau đi, ra hẳn dây sau. Đấy, bây em đấy đây em chập vào rớt sát vào đây cho anh. Để em chập vào cho anh. Đấy, con lại nhẹ nhanh nhỉ. Hàng chất nhẹ nhanh đấy, đấy bác không phải vội nhá, đấy thấy không? Không phải vội, nó ngắt ngay, nó bảo vệ chính bản thân nó rú lên ngay. Đấy, tắt đi này. Bằng vào các ông muốn hoạt động lại trở lại này. Tắt đi bật lại nhá. Đấy. Bật lại đây. Ngắt. Ok. Đấy. Đây là một cái tính năng rất là hay mà em giới thiệu đến để anh em cũng như các bác nhé. Và anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Mô Tô nhé. Và xin ái, chào tạm biệt bác nhé.